giờ mình đi khám phá khu vườn của cậu mình các bạn ơi. Mình tiếp tục. tính trước rồi. À, cũng lớn tuổi rồi các bạn. Cậu cũng 6 mấy hả? À, các bạn đừng ý, sức khỏe mình nghe, cậu mình ngày xưa là bộ đội đó, bộ đội luôn á, chiến trường Campuchia á, sức khỏe dồi dào lắm á, mà qua tuổi tới thằng 6, sắp sửa tới thằng 7 là cũng yếu, ai cũng vậy. Là cái này, cái hồi xưa là cái này của người ta thì mình mua luôn rồi. Yeah. Mình cũng để hàng rào gì luôn ha. Vậy là 6 công mà, 6 mấy công lần mà, phải không cậu? Trời ơi, anh một chiều 3.000 mét. 3 công đây là anh đi đuối luôn rồi, em vô tới tí. 3 công đi vòng đuối á. Đuối á. Trời ơi, cây trái quá trời luôn, trời cậu ơi. Bây giờ các bạn nghĩ em không, mình không có còn mà cầu khỉ gì nữa nhưng đó, bây giờ cầu ván không à. Bên đây có cái biệt thự bên này. Đó, bên đó là của người ta. Ủa cái này cái gì ghê gì cậu? Cái này. Cái xài. Ồ. Sao lá nó bự quá hả? Ừ, cái này lá bự là xài cát nha. Ô da. U chú cha ơi. Chú cha ơi. U cha ơi. Dễ thương chưa? Ôi trời ơi, vô vô mảnh này nè các bạn ơi. Ôi trời ơi, vô mảnh này nè. Quá đã luôn. Ôi da. Ơi. Mời các bạn luôn. Ây. Quá trời. Cái đỏ căng căng ừ, ok. Mương này có cá không cậu hả? Chắc cá nhỏ nhỏ. Ồ, mình lọt nguyên một trái trên cây xuống luôn rồi các bạn. Ồ dạ. Mời các bạn nha. Nó giống như màng chín sen ha. Bưởi hả? Hình như mười mấy năm rồi mình mới ăn một bằng là cái nhà. Cái này cam xanh hay cam gì cậu? Cái này là cam mật. Nhưng mà cam xanh cái da nó sần sùi hả? Sần sùi lắm. Cả nhà ơi, tôi đố các bạn mà ở Mỹ mà thấy tôi ăn cái này mà không thèm thì thôi á chứ. Bông xoài đang ra rồi các bạn. Quá đã luôn, tuyệt vời mặt trời luôn. Nhà trời á, chút lưỡi lý tưởng. Ủa cái mặn này ăn nó ngọt ngọt, một chút xíu chát chát nhưng mà rất ngon các bạn ơi, cái hương vị ngon lắm. Lâu lắm rồi mới thấy bông xoài này ăn. Trời ơi. Ui trời trời. Ít có người chăm sóc cho nó rụng rồi các bạn. Uổng ghê chưa. Ui da. Cái này là tiền rớt xuống đất rồi. Cái này sao mình không bọc nó rồi cậu hả? Cái là tại vì đầu tiên anh Thọ ảnh nghĩ nó ít. Có chừng đâu nghĩ là cái bưởi nè. Bông bưởi, người ta nói bông bưởi, không biết bông bưởi. Xoài đậu này các bạn. Tổng cộng lại là mình có bao nhiêu công, mấy ngàn mét vuông nha không? Sáu ngàn mét vuông mà nếu mà mình đi
đi từng lớp vườn mà mình kiếm bằng cái gì lớp vườn là cũng mỗi mỗi chân một cẳng ở đây có bông súng rồi các bạn. Đây là nuôi cá ở dưới là hết sảy luôn. Canh chua ăn cho nó ngon lắm rồi. Đó, bây giờ mình để cho các bạn đi làm nữa đây. Chúng ta sẽ gọi thêm mấy con mít nước cá các bạn. Ở bên đây là từ của người ta nè. Dạ. Nó đây mình chạy dài lại cái đẳng. Đã ở ông đẳng rồi. Đây, tới cái bức tường này đẳng luôn là khu vườn của mình. Cậu cũng chưa đi hết luôn ha. Tại vì nó thấy đó. Cái đó như là mít đó cậu. Mít ở đây nguyên rộng đây là mít. Tết lúc mấy đứa nhỏ nó là đã xài cái bán nữa. Phát hiện ra có rau muống luôn các bạn. Một khoang ha. Cái này mà mình nuôi một con bê ha cậu ha. Như cỏ ở đây là đủ cho một con bê rồi. Ô, cái xoài này nó bị ngã rồi nè. Ngày xưa thôi còn nhỏ là phải tắt mương tắt ao mấy cái đìa này là xuống là sình bùn không mà khoái lắm. Ồ các bạn thấy không, chừng chùm nè, thấy mê ly luôn không. Cậu không thấy hả? Cái bưởi này từ có bưởi rất nhiều hơn những cây kia. Thấy. Còn cái này là môn ngọt phải không cậu ha? Hay môn ngứa môn ngọt gì đó ha? Ôi da, phần nó rụng đầy hết nha các bạn ơi. Một cơn gió thổi qua mà rụng nè. Ôi trời. Ăn phải không? Ôi da, để rụng uổng quá. Ôi da. Ôi da, cái này nó chín đỏ. Mời cả nhà nha. Này mà có muối Tây Ninh nữa cả nhà. Quất cho một phát. Đáng sống ha các bạn ha. Ăn hưởng tuổi già. Chơi vòng vòng. Giống như tập thể dục luôn. Cậu sáng mà cậu đi hết 6.000 mấy mét vuông là cũng như đủ rồi. Dạ. Anh Thọ cũng ở gần đây hả? Quá trời dân luôn mà. Cái này cá này mình đâu có cần cho thực phẩm ăn đâu cậu, nội mận nó xuống ăn đủ rồi.
rồi, đúng rồi. Ô, gà điều. Dạ. Này là nuôi gà đá các bạn nha. Cái này giống như gà nồi chặn ba vậy, nó nhỏ nhỏ con chứ không phải là nó bự con. Ừ. Nhưng mà đa số là lựa là toàn rạch trống không à. Thấy thương ghê không? Em mà này ông Thọ ông nuôi ha. Con gà xám đẹp quá. Có trái mít rồi nè cậu. Sao trái mít này bự mà rụng uổng quá. Không phải rụng. Nó cái lứa đầu họ nó bỏ. Như trái đó như cái đó là dựng lại đó. Nè, các bạn biết cậu mình nói là cái lứa đầu á nó không có được tốt á, mình bỏ cái lứa thứ hai nó bự tròn. À, con đẹp như vậy mà giữ lại. Mấy bự này là có trái hết. Có 100 con cá là tượng mỗi ngày. Ok. Đây coi hai trái mít nữa nè. Bây giờ là chiều nó mát rồi, còn sao? Ra tới bờ sông rồi. Wow, gió mát lồng lộng luôn các bạn ơi. Trước khi ra bờ sông mình thấy trái mít này nữa nè. Ở dưới khúc cây đó nha. À, còn đây là sông Tiền. Cậu mình nói là đây là sông Tiền. Cây cốc à. Nó cao quá cậu ha. Hái nó cũng hơi khó à nha. Cốc đó các bạn. Đây sông Tiền nè. Cái bắt đầu mình bên tay phải á là mình lên Bắc Mỹ Thuận. Cái này mà thời mà mình còn thanh niên á cậu ha, hai mấy ba mấy tuổi, trời ơi là mấy ui da ui trời đổ, các bạn thấy gì chưa? À, trái xoài. À, ui da nè 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 còn nhiều lắm các bạn. Ui da nó rụng quá trời dưới đất luôn nè. Ui da nó rụng dưới đất. Ui da nè nè, các bạn thấy không, sát bên người mình đi luôn nha. Thấy cái này không? Nó đỏ ươm mà. Cái xoài này là xoài Đài Loan nha các bạn nha. Ấn Độ hả? À, xin lỗi các bạn nha. Cái này là cậu mình nói là xoài của là Ấn Độ chứ không phải của Đài Loan. À, bây giờ hái dừa cứ leo lên vậy nè, chứ đâu cần trèo như ngày xưa nữa đâu. À, đây. Đây cái chỗ mà được nghe nhiều người nói đó mà. Đây là cái gì cậu, nhà thủy tạ hả? Nhà bác là các bạn thử nghĩ rồi, đứng trên ngồi trên đây. Mình ăn uống rồi cái mình nhìn ra ngoài sông Tiền. Các bạn nghĩ như thế nào? Tuốt ở dưới kia là Bắc Mỹ Thuận á các bạn. Lên cầu Mỹ Thuận á.
cái này mình rào lại là để chi vậy cậu? Lục bình này nè. Cái này á là mình là kéo cỏ về mình giữ ngoài đó để cho cá nó ở, mình dụ cá thiên nhiên. Vô đây. Cá thiên nhiên vô đây. Yeah. Đó, mình dụ nó. Tại vì nó có chỗ ở. Thì giống như ở trong này cái chỗ mình nó chơi thịt cỏ mình cho thức ăn. Đó rồi á lâu 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 á nước cạn á là mình xả lên xuống. Một. Giống như là mình làm đăng vậy hả? Giống như đăng ngày xưa vậy hả? Ở ngoài kia họ nuôi cá bè là họ cũng phải xin phép nhà nước chứ cậu ha, chứ đâu phải ví dụ nhưng mà có nơi có người xin có ngưỡng xin, nhưng mà đúng ra đa số mà làm lớn nổi xin đó. Còn một hai bè thôi đâu cả. Ở đây tối ở ngoài này sáng rực. Mình nổi lên à. Có giống nằm ngoài này nữa luôn là các bạn à. Ở đây có cái bàn ha. Nếu mà mình chuẩn bị mà cắt lưới đó nha là hẳn ra anh nằm canh nè, canh nè đáng rồi mấy anh đi chích cá đó. Ra ngoài này ha, cái bắt đầu mình ăn uống dùng buổi trưa hay buổi chiều. Buổi chiều thì mình thấy thích thú hơn tại vì nó mát mẻ. Rồi ngồi đây cái mình ngắm cảnh thuyền bè qua lại còn cái gì bằng nữa. Được chưa, mặt trời luôn. Ở đây tàu mà nó chở có 100 cỡ 100 container 40 feet là nó đi xong này. Cậu nói loại mà chào tàu chở cát á hả, hay là sao, hay là chở đủ thứ hàng hóa? Út thấy nhiều người câu cá đó cậu, ở ngoài mé 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 đó ha, hoặc là người ta vớt cá đó, người ta cột lúa hay là rồi cái cám như cái nọ, người ta cột gần đó, cái người ta đi ngang vớt lên vậy. Canh này nha. Vô đây cá này cá thiên nhiên. Trời ơi, hồi lúc mà dịch bệnh rồi đó. Trời ơi, nở lắm. Cá với tôm đây nè. Đây, con đó về đây ở rồi ăn cá mà cá lớn nha. Ở đây còn cá lồng tông không cậu? Có chứ, cá lồng tông tới nhiều nhiều lắm à. Mình xa quê hương rồi, cái lâu lâu mình thèm cá lồng tông ở kho tiêu ở cả nhà. Có nhiều cái chỗ cũng thấy nó cũng là giống giống như cậu nè, nó cũng lùa ấy vậy nè, cái nó cho ăn riết là cá nó vô quá trời luôn. Vô tự nhiên luôn à. Cái này cá ở biết bao nhiêu loại cá, tại vì nó mát mẻ này chứ nọ. Biết sao không? Một phần á là mấy cái bè nè. Cá người ta. Người ta cho ăn, cho thức ăn, làm gì làm nó cũng dạt ra. Dạt ra một phần. Dạt ra thì cái đám cá mà thiên nhiên á, là nó đi tới mà nó ăn á, mà nó có cái chỗ trú như vậy á là nó không đi nữa. Nha. Yeah. Nó cứ ăn ở đó rồi nó chạy vô cái trú, nó chạy vô cái trú. Rồi mình có cái chỗ này nữa mình dụ. Dụ thời gian cái không bao lâu à. Nửa tháng, 1 tháng tùy theo cái đàn nó đi. Hả mà thấy nhiều cái là họ đã hạ lưới xuống. Dớt. Có nghĩa là đủ loại cá hết, cá tra, cá chẽm, cá mè, tôm cua gì tôm có hết. Ai muốn đăng ký về Vĩnh Long sống đưa ta lên nè, số 1.
thấy gió chiều lồng lộng không? Nè, mình quay nè, thấy tóc được bay nè ha. Chiều thì rất là mát. Ủa, như vậy thì ủa bên kia sông là gì cậu? Em me dưới đó hả? Hồi chiều mà mình có quay một cái clip mà mình đi đám giỗ đó các bạn, là mé mé ở dưới Đồng Phú, còn trên đây là Vĩnh Long, và đây là sông Tiền, xuống chút xíu nữa là Bắc Mỹ Thuận đó. Nó xa quá cho nên chỉ thấy mờ mờ thôi. Ok rồi, mình tạm dừng cái video tại đây các bạn ha, còn lại có gì nữa thì mình tiếp tục quay cho các bạn xem nha. Rồi xin chào cả nhà nha.